Chào các bạn, tôi là Vũ Minh Việt. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký một tài khoản Microsoft Office. Chúng ta dùng cái tài khoản này để mua bộ phần mềm Office 365. Ngoài ra thì sau khi đăng ký, chúng ta có thể dùng cái tài khoản này để login vào cái tài khoản của Microsoft trên PowerPoint của chúng ta. Vậy thì giữa một cái PowerPoint được login bằng một cái tài khoản của Microsoft có gì khác so với việc là không có tài khoản để login? Lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cái vấn đề là có tài khoản hay không có tài khoản nó khác nhau như thế nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ học cách đăng ký một cái tài khoản trên trang Microsoft Office. Đầu tiên, chúng ta ở trình duyệt web, chúng ta gõ trang microsoft.com. Chúng ta ấn vào nút đăng nhập. Trong nút đăng nhập này nó sẽ mở ra một cái cửa sổ dẫn đến nút sign up, có nghĩa là đăng ký một tài khoản mới. Khi để đăng ký một tài khoản mới, chúng ta bắt đầu điền tên. Sau đó chúng ta điền email mà chúng ta dùng để đăng ký cái tài khoản này. Chúng ta gõ password và xác nhận cái password này. Chọn Việt Nam. Chúng ta sẽ điền ngày tháng năm sinh của chúng ta vào đây. Ví dụ của tôi là 14 tháng 2. Giới tính, nước Việt Nam. Chúng ta nhớ cái đầu cộng 84 đấy chính là cái mã điện thoại của chúng ta, cái tiền tố. Chúng ta gõ cái ký tự bảo mật. Rồi, sau khi chúng ta đã làm xong các phần trên ấy, thì sẽ có một cái email xác nhận gửi đến hòm thư của chúng ta. Cái hòm thư mà chúng ta điền lúc ban đầu, các bạn mở mail và check mail. Chúng ta kích vào cái đường link mà trang Microsoft đã gửi cho chúng ta để chúng ta xác thực việc đăng ký và kích hoạt cái tài khoản của chúng ta. Khi chúng ta nhấn vào cái link này thì nó cũng vừa là kích hoạt tài khoản của chúng ta, đồng thời nó cũng login chúng ta vào trang của Microsoft luôn. Bây giờ chúng ta đã truy nhập vào cái trang của Microsoft, chúng ta sẽ vào mục sản phẩm, vào Office. Trong phần Office này thì nó sẽ có hai gói, đấy là gói dành cho gia đình, gói Home, và gói dành cho doanh nghiệp, gói Business. Đối với gói dành cho doanh nghiệp thì nó không có cái hiệu ứng Mode Transition ngay, đấy là bản Trial. Và bắt buộc chúng ta phải Active xong thì nó mới hiện ra cái Mode Transition cho chúng ta. Thế còn đối với cái gói dành cho gia đình, gói Home ấy, chúng ta được phép dùng trong vòng 1 tháng thì nó đã bổ sung ngay cái tính năng Mode Transition. Thì chúng ta có thể thử ngay cái hiệu ứng đó xem nó như thế nào. Sau khi chúng ta dùng hết 1 tháng ấy, Microsoft sẽ gửi yêu cầu để chúng ta gia hạn. Nếu mà chúng ta không gia hạn thì chúng ta sẽ không dùng được cái phần mềm này nữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn có 1 tháng để chúng ta dùng thử và chúng ta sẽ vào gói dành cho gia đình. Với gói này thì chúng ta có thể trải nghiệm ngay cái hiệu ứng Mode Transition. Chúng ta ấn vào dùng thử miễn phí. Cái gói này nếu mà chúng ta mua ấy thì họ sẽ tính là 170.000 đồng mỗi tháng và chúng ta thanh toán theo mỗi tháng. Chúng ta ấn dùng thử miễn phí. Mặc dù là bản dùng thử trong 1 tháng có nghĩa là chúng ta không mất tiền. Tuy nhiên Microsoft thì vẫn yêu cầu chúng ta phải điền các cái thông tin thanh toán để chuẩn bị cho cái quá trình gia hạn sau đó. Có nghĩa là đây chúng ta cần phải điền một cái thẻ visa vào đây, thông tin thẻ visa của chúng ta. Thì loại thẻ ở đây là thẻ visa, tên chủ thẻ, ví dụ của tôi là Ngô Quốc Việt. Chúng ta nhập số thẻ của chúng ta, mã bảo vệ, ngày tháng hết hạn, tháng hết hạn và năm hết hạn, địa chỉ đăng ký thẻ visa của chúng ta. Tiền tố đấy chính là số cộng 84, sau đó chúng ta điền số điện thoại. Mã bưu điện chúng ta đánh 100.000. Chúng ta ấn lưu. Sau khi chúng ta ấn lưu ấy, thì có thể cái thẻ tài khoản Visa chúng ta đã bị trừ mất 21.000. Chúng ta ấn mua. Mặc dù là mua miễn phí nhưng chúng ta đã mất 21.000 tiền lệ phí thủ tục hành chính gì đó. Tôi không biết, tôi thấy là một cái tin nhắn của tài khoản Visa đã gửi đến điện thoại tôi là mất 21.000. Tiếp tục, chúng ta ấn tiếp tục để chúng ta truy nhập vào cái trang cài đặt. Chúng ta download cái file cài về. Trong cái phần tùy chọn cài đặt này ấy, thì chúng ta chú ý là nó có file ngôn ngữ tiếng Việt hoặc ngôn ngữ tiếng Anh. Rồi sâu hơn đấy chính là file cài cho máy tính 64 bit hay là 32 bit thì chúng ta cần phải lựa chọn cho phù hợp. Ví dụ như là ngôn ngữ thì thường là mình sẽ dùng tiếng Anh vì tiếng Việt không quen dùng. Một lúc sau ấy, chúng ta sẽ thấy cái file cài đặt xuất hiện rồi. Chúng ta đang mát được 20.
Sau khi down về thì chúng ta mở cái file mà chúng ta đã cài ra, chúng ta chạy cái file đó. Quá trình được cài đặt này diễn ra khá là lâu, có thể là mất 3-4 giờ đồng hồ, bởi vì thứ nhất là cái bộ này rất là lớn, thứ nữa là nó sẽ cài đặt qua mạng chứ không phải cài đặt offline. Nên như máy của tôi cài mấy lần là đều mất khoảng độ 3-4 tiếng. Và đây là dấu hiệu của cái đã cài đặt xong. Chúng ta tắt đi và chúng ta truy nhập vào cái phần mềm Microsoft. Một cửa sổ đã mở ra, chúng ta có thể tắt cái này đi. Chúng ta nhấn vào một cái trang mới. Và cái phần mềm này, phần mềm chưa được active, chúng ta chỉ dùng thử trong tháng thôi. Chúng ta vào cái transition, chúng ta thấy là có hiệu ứng mode. Bây giờ chúng ta sẽ thử trải nghiệm xem là nó có chạy được không. Ví dụ như là tôi sẽ vẽ một cái hình chữ nhật, tôi kéo giãn ra và tôi xoay nó và tôi lật nó, và chúng ta thử áp dụng cái mode transition xem nó chạy không. Chúng ta bật chế độ slideshow. À, chạy rất là tốt. Chúng ta sẽ thử một cái hiệu ứng biến đổi hình. Chúng ta bóp méo hình. Chúng ta thử xem là biến hình. Tuyệt vời, rất là mềm mại. Đây là tính năng rất là mới trong Office 365 2016 này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là phần sign in, nghĩa là đăng nhập vào một cái tài khoản Microsoft. Ở góc trên bên phải chúng ta nhìn thấy cái chữ sign in, chúng ta có thể click đó, hoặc là chúng ta có thể vào file, vào account. Chúng ta cũng thấy một cái nút sign in, chúng ta bấm vào đó và chúng ta gõ cái email mà chúng ta vừa mới đăng ký xong đã được login vào trong cái tài khoản của Microsoft. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là cái gì mới. Ví dụ như là một cái giao diện background, chúng ta thấy có cái hình rất là đẹp ở trên đó. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái OneDrive, một cái tài khoản để lưu trữ trên mạng, có rất nhiều cái giao diện đẹp mà chúng ta có thể chọn. Sau khi mà chúng ta cài đặt xong ấy, nếu như các bạn không muốn gia hạn thêm, hoặc là chúng ta không có điều kiện để hàng tháng chúng ta phải trả 170.000 ấy, thì chúng ta cần phải làm cái việc sau, cái việc rất là quan trọng. Đấy chính là tắt cái chế độ tự động gia hạn, có nghĩa là hàng tháng nó sẽ trừ tiền tự động vào tài khoản của chúng ta, và chúng ta cần phải tắt cái này đi. Chúng ta đăng nhập vào tài khoản mà vừa nãy chúng ta dùng để đăng ký. Chúng ta vào mục tài khoản của tôi, vào mục quản lý tài khoản, và chúng ta thấy ở đây ấy là chế độ tự động gia hạn được bật, và chúng ta ấn nút tắt tự động gia hạn. Chương trình hỏi là chúng ta có tắt tự động gia hạn không, chúng ta tắt tự động gia hạn. Sau khi chúng ta ấn tắt tự động gia hạn ấy, thì nó tự sign out, tự thoát ra. Và bây giờ chúng ta sẽ truy nhập lại. Và đây có một cái thông báo khi mà chúng ta mới truy nhập lần đầu tiên sau khi mà chúng ta tắt tự động gia hạn ấy, thì nó có một thông báo là tự động gia hạn đã bị tắt. Khi chúng ta đã tắt tự động gia hạn rồi thì chúng ta chỉ có thể sử dụng bản Office này trong vòng 1 tháng. Tất nhiên nếu bạn có muốn sử dụng, muốn gia hạn tiếp thì bạn có thể bật lại. Chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta vào tài khoản của tôi. Chúng ta thấy là tự động gia hạn đã bị tắt. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký một cái tài khoản, không phải cho home, cho gia đình mà là cho business. Tài khoản này thì chúng ta cũng thể dùng để truy nhập vào khoản trên PowerPoint. Đôi khi cái tài khoản cá nhân ấy, có nhiều lần tôi không biết tại sao tôi không truy nhập được, thì tôi lại dùng cái tài khoản business này tôi truy nhập thì lại được. Chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản mà chúng ta đã đăng ký, chúng ta vào sản phẩm, vào Office, chúng ta vào dành cho doanh nghiệp. Chúng ta ấn vào xem các gói và giá cả. Ví dụ như tôi chọn gói Office 365 Business thì ở đây nó sẽ có bản dùng thử miễn phí. Tuy nhiên cái bản dùng thử miễn phí của Business này thì nó sẽ không bổ sung ngay cái hiệu ứng Mode Transition, mà nó chỉ hiện sau khi mà chúng ta đã active cái phần mềm. Chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản cho bộ Business này, một cái account Business. Chúng ta cũng điền tên, điền địa chỉ mail của công ty, chúng ta điền số điện thoại, điền tên công ty, một cái tên nào đó, chúng ta làm một cái tên người dùng, ví dụ
Tôi là Sai Việt và tên công ty. Chúng ta có một tên và không được chung với ai cả. Ok, đây là virus và xác nhận virus. Chúng ta tiếp theo sẽ có một cái tin nhắn gửi đến số điện thoại của bạn và các bạn sẽ lấy cái mã code đó nhập vào đây. Ví dụ một số mới gửi đến tin nhắn tôi là 227051. Chúng ta ấn tạo tài khoản rồi và một tài khoản business đã được tạo ra. Và chúng ta nên copy cái này lưu lại. Ví dụ chúng ta có thể gửi vào trong mail của chúng ta. Và chúng ta sẽ dùng cái tài khoản này để truy nhập vào cái để chúng ta sign in khi mà chúng ta dùng cái Powerpoint. Hướng dẫn của tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt.